Trong hoàn cảnh dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, song cùng với cả nước, tỉnh ta tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,94%, là một trong những tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất cả nước. Đã bầu được 6 đại biểu Quốc hội, 52 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 322 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, 2.711 đại biểu Hội đồng nhân dân xã, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn theo quy định. Công tác phòng chống dịch được thực hiện quyết liệt, linh hoạt, chủ động, phù hợp với diễn biến tình hình thực tế của địa phương. Bình tĩnh xử lý và với tinh thần quyết liệt, qua 5 đợt, dịch bệnh COVID-19 vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Đồng thời, cả hệ thống chính trị cũng thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa chủ động phòng chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về phát triển chính phủ điện tử, chính quyền điện tử. 100% cơ quan nhà nước các cấp gửi nhận văn bản điện tử chữ ký số. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia đạt 93%. Dự ước tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 14.462,69 tỷ đồng, tăng trên 16,6% so với năm 2020. Tỷ trọng huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế dự ước đạt 6,02%, cao hơn 3,83% so với năm 2020, cao hơn so với mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 277.786 tấn, trong đó sản lượng lúa đạt trên 59.998 tấn. Triển khai thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu nông nghiệp, thúc đẩy các hoạt động kết nối, hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp cận thị trường với 21 chuỗi liên kết được xác nhận. Thêm 5 sản phẩm được chứng nhận OCOP, nâng lên 40 sản phẩm OCOP được chứng nhận. Tổng diện tích cây ăn quả ước đạt trên 6.986 ha, tăng gần 22% so với năm 2020. Trồng mới 929 ha cây mắc ca, nâng tổng diện tích mắc ca toàn tỉnh lên hơn 3.820 ha. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 ước đạt 10.329 tỷ 400 triệu đồng, đạt 105,02% dự toán. Trong đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.555,8 tỷ đồng, đạt 117,8% dự toán giao, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. 100% huyện, thị, thành phố đạt chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn theo dự toán được giao. Nhiều nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn đã vào đầu tư, ký kết thỏa thuận nghiên cứu đầu tư trong tỉnh như Vingroup, Sun Group, FLC, Flamingo. Khai thác thành công đường bay Điện Biên Hà Nội và Điện Biên Thành phố Hồ Chí Minh, sử dụng máy bay Embraer 190 do hãng hàng không Bamboo Airways vận hành. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng cường niềm tin đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư. Triển khai nhiều dự án lớn, hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp cảng hàng không Điện Biên với tiến độ nhanh chưa từng có, giải quyết dứt điểm, khơi thông ách tắc trì trệ kéo dài của nhiều dự án trọng điểm như dự án đường 60m, dự án hạ tầng kỹ thuật khung, chương trình phát triển đô thị vốn VKB, hồ chứa nước Ảng Cang. Nhiều dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng. Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 3,21% so với năm 2020. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện 30A giảm 4,5% so với năm 2020. Hỗ trợ là 1.027 nhà ở cho hộ nghèo tại huyện Điện Biên Đông bằng nguồn vốn do Đảng ủy Công an Trung ương kêu gọi. Hỗ trợ là 360 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại các huyện đặc biệt khó khăn. Tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ tỉnh, các cuộc diễn tập phòng thủ cấp huyện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đặc biệt là trên tuyến biên giới Việt Nam, Trung Quốc, Việt Nam, Lào và các địa bàn vùng sâu vùng xa được giữ vững, không phát sinh các vấn đề phức tạp.